Giới thiệu với mấy anh em một cái clip về cái cây hải châu, cây hải châu cụm rừng. Cây hải châu này, cây hải châu lá rí anh em, lá rí búp sen hết nha anh em. Tất cả khi người ta nói đến lá rí thì đúng chuẩn dòng lá rí thì anh em phải khỏi cần phải hỏi có búp sen hay không, nó là búp sen nha, đúng mà đúng chuẩn lá rí nha anh em. Nè, cho anh em thấy, nè, cho anh em thấy nè, anh thấy không? Lấy nó nè, anh thấy chưa, rất là nhỏ nha anh em nè, nhưng mà nó cái cây này nó trái rất là sai mùa. Hiện anh em là cái mùa trái sau Tết nha anh em, bảo đảm anh em coi cây này sẽ rất là phê. Cây này chiều cao của cây này thì nó tầm được không tầm 45 thôi, nhưng chiều tầng ngang nó rất là rộng, chiều ngang nó gần 80. Cụm rừng một cốc rất là đẹp nha anh em, 2, 4, 6, 7 thân anh em, cụm 7 thân. Mình đang nuôi xương, nuôi dương tay giật, nuôi xương từng cành này, nuôi tay nuôi chi từng cành giật này. Anh em thấy những cái đọt lá búp sen rí của nó không, rất là đẹp nha anh em. Đây, mời anh em chiêm ngưỡng thấy không, nó có rất là nhiều loại. Cái loại mà anh em mình thấy đa dạng đó là cái loại mà búp sen thường trên mạng rất là nhiều, nhưng cái loại mà rí 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 mà nhỏ nhỏ cái loại đây này anh em thì nó rất là hiếm. Đấy, cấu trúc lá của nó là chồng 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 chồng, cấu trúc tầng tầng anh em thấy không? Một nhánh như gì mình cái đây mình không chiết nha anh em, mình để zin nha, những cây đẹp mình để zin hết á. Còn những cây nào mà mình thấy cái tác phẩm nó không làm nên hồn là mình chiết mình bán cho anh em một vài nhánh trước có đăng anh em để giao giao dịch hết rồi nha. Còn riêng những cây này mình để zin cho anh em, độc quyền cho anh em về nha. Một nhánh như gì rồi cũng để bao nhiêu tiền rồi anh em ha. Đây là mình giao dịch nghiêng cây cho anh em luôn. Đấy, anh em thấy nó nở những cái búp nụ trong không? Đấy, thấy không? Đấy, những cái chụp nụ nó. Còn anh em mình nhìn ở ngoài rừng mà thấy búp sen về nhà nó không phải đâu nha anh em, bởi vì ở ngoài rừng là dế cái lá của nó cằn cỗi, nó ra cái kiểu đó thì hầu như là gặp rất là nhiều nha anh em. Mình cũng đi rừng nhiều, mình gặp rất nhiều anh em đi, có xem clip của bonsai viên đi rừng là có mấy clip sau đó. Thì anh em mình xem ha. Cái này đang đợi thêm cho cái tàn nó dày thêm nha, càng dày thì độ trái nó ra càng nhiều. Mình đang nuôi cái dàn xương nó nè. Đấy. Đấy, hồi nãy là mình quay ở trên, giờ mình xuống dưới là mình quay phong dưới cho anh xem. Rất là dè nha anh em, cây rất là dè luôn. Một cốt. Chậu này 55 nha anh em. Chậu này chậu chiều dài đó 55. Chiều rộng của nó 40 mấy đọt lòng. Thì anh em có nhu cầu sở hữu xin liên hệ về bên Sai Viên, số điện thoại Zalo 0932414987 nha anh em. Mình vô là vô những cái chậu tốt hết nha anh em, men tốt hết cho anh em ha. Thì anh em chơi thì khỏi phải bàn cãi rồi. Rồi, cảm ơn anh em để xem clip, cái gì anh em cần giao lưu cái alo vào cho mình nha. Số điện thoại Zalo 093 241 1987 nha anh em.